thôi chị ơi. Thế là tôi chơi xong việc làm thì tôi sẽ mua cá. Có để xe ben đây nè, đó tao để xe ben đây nè, đổ cát cho đó. Đúng rồi. Từ từ thôi. Đúng rồi đó. Múc chưa đầy mà. Múc cho đầy đầy vô rồi xe chạy đi đổ công trình. Để không để xe xúc đàng hoàng, con để xe xúc nó đứng lại chứ. Rồi, xe này chạy ra thôi. Nè thôi đứa con ngồi đó đi. Rồi xe này dê vô, xe này dê vô. Dê vô. Nè. Rồi xúc đi. Rồi xe này đi đổ công trình ngang. Nè ồ chuẩn bị nó ben là nè à. Dạ đúng rồi, xe đổ xong rồi dê vô đợi thôi, đợi xe này thôi. Ồ xe gây xúc lẹ dữ ta, xong đây rồi hay quá ta. Nè xe này xe này dê vô chứ, khoan dê vô. Xe này chạy đi đổ công trình thôi. Rồi ben lên thôi, ben lên. Trời ơi, xe nặng dữ vậy. Xe ben nặng quá à. Dạ. Cái gì quá nặng. Bị vướng cái gì rồi, nó mới nặng dữ vậy đó. Không phải vậy, nhấn cái nút mà ben dưới xe á. À, nhấn cái nút này hả? Trời ơi. Tại gì đúng rồi, nhấn cái nút này nè, cũng ben lên được. Tại nặng quá trời luôn. Ây da. Ôi ơi. Hèn rồi, xong rồi. Xe vẫn chờ đợi xe này chứ. À, xe kia chưa đầy luôn hả? Xe là bự quá mà, múc lâu lắm á. Đúng không anh Bill? Đúng. Ây da. Rồi, được rồi. Cho xe này vô thôi. Nè. Xe đi nữa. À, xe ra đi cho xe cái nó vô chứ. Nè. Rồi, cho vô đi. Nè. Rồi, ben lên thôi. Đúng rồi. À dạ, xong rồi nè. Xong rồi. Để nắp lại thôi. Chạy vô kia nha, ghe vô kia, ghe vô đợi nha, đứng đợi xíu nha. Xe này đây rồi. Xe đây rồi, đây rồi. Ben. Wow, xe này chở đầy quá đi à. Công trường là lớn quá ha. Công trường lớn quá, nhiều xe quá trời luôn. Tại lấy nhiều xe công trường là đúng rồi. À, sao chú công nhân không làm việc đi, trời ơi. Xe múc cát này mạnh quá trời mạnh luôn, múc quá trời nhiều luôn. Đây rồi. Ồ đầy rồi kìa. Thôi lên đường đổ cát thôi. Nè. Xe đó coi. Xe kia qua vô. Nè.
Rồi xe này chạy đồ cát thôi. Rồi mất lầy luôn rồi. À dạ 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 rồi, lúng lúng bánh xe luôn rồi. Lúng luôn rồi. Rồi hồi nãy quên đem xe cẩu ra cẩu rồi. Thôi để lỡ là ngày mai đem xe cẩu ra nha chú công nhân. Chú công nhân. À, mai đem xe cẩu ra kéo mấy xe mắc lầy nha. Trời ơi em mắc lầy. Ồ mắc lầy luôn rồi nè, thấy không, nghiêng xe luôn rồi. Không có, mày khu đất làm việc không có bị mắc lầy. Mắc lầy là chỗ bên đó kìa, chỗ bên mắc lầy đó kìa. À chiếc xe nó leo lên luôn kìa. Trời ơi chạy sao mà leo lên trên này luôn chứ. Trời ơi bó tay luôn. Chạy đi đâu vậy? Nè. À, trời ơi. Quay đầu xe lại. À đúng rồi, ve lại đàng hoàng. Rồi đứng đó đợi đi. Xong về chút công nhân. Xong rồi. Xong hả? Đây rồi cho ra nha. Dạ. Nè. Rồi xe cái ve vô đi. Trời ơi. Chạy chơi gì mà dữ vậy? Giờ lủi vô trong kia luôn rồi. Có tại chiếc xe ben này chạy hậu quá nha. Chạy từ từ cẩn thận thôi chứ chạy dữ quá trời luôn. Rồi xe cái dê vô đợi đi. Xong chưa chú công nhân? Xong chưa về làm công trường đây? Xong chưa? Thôi về mai mình đem xe cần cẩu ra để xe cần cẩu ra để kéo mấy xe này lại mắc lại nha. Đã mắc lầy luôn là làm sao mà chạy đây đúng không? Đúng không mà chú công nhân? À, bye bye các bạn ơi. Bye bye các bạn đi. Nè, này bye bye các bạn chưa? Hay là xúc hai xe cho đầy luôn. Bye bye các bạn nha. Rồi xúc hai xe cho đầy luôn đi. Để xe kia. Xúc đi. Mai đem xe cần cẩu ra nha. Lỡ xe nó mắc lầy mình cẩu đúng không? Ở xe. Xong rồi, bye bye bạn nè. Bye bye các bạn. Mai đem xe cẩu quay cho các bạn thấy nha. Ok. Nhớ gì? Subscribe BB Channel. Đúng rồi. Subscribe nha, subscribe BB Channel nha, đăng ký nha. Bye bye.